Trong giới có một ván cược, đánh cược đại thiếu gia nhà họ Chu, Chu Thầy Duật của thành phố A lúc nào sẽ chán và đá cô. Em họ Trà Xanh nghe tin, lập tức động lòng, bắt đầu quyến rũ Chu Thầy Duật. Trong lòng cô mừng thầm, hy vọng bọn họ nhanh chóng ở bên nhau, sau đó cô sẽ mang theo tiền riêng của mình ra nước ngoài bao nuôi 18 người mẫu nam. Một ngày cô nhìn thấy em họ Trà Xanh và Chu Thầy Duật cùng nhau rời khỏi khách sạn, em họ khập khiễng đi theo phía sau. Trong lòng cô mừng rỡ, ngả bài với em họ, chuẩn bị về nhà thu dọn đồ đạc. Nhưng mà trong ánh mắt hoảng sợ của em họ, Chu Thầy Duật nổi điên. Bảo bối, muốn chia tay phải không? Hắn nở nụ cười như ác ma và nói với cô. Anh cho em cả đời này, ngay cả giường cũng không xuống được. Câu chuyện tổng tài truy vợ hấp dẫn này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh YouTube Nghe Audio Truyện Ngôn Tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để team truyện có thêm động lực, sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe truyện. Trong giới có một ván cược, đánh cược khi nào đại thiếu gia thành phố A, Chu Thời Duật, chán tần thư nhan và đá cô đi. Em họ trà xanh vừa hay nghe được tin tức này. Cô ta từ nước ngoài trở về, kêu gọi bạn bè, chuẩn bị một bữa tiệc chào đón cô ta trở về và cũng mời tần thư nhan. Rượu mời lần thứ ba, cô ta chỉ vào sợi dây chuyền kim cương trên cổ và khoe với cô. Đây là quà sinh nhật anh thời ruột tặng em, là món quà lần trước em từng nhắc tới với anh ấy. Ngồi bên cạnh là người hầu nhỏ của em họ, cười khanh khách nịnh bợ Cậu rất ngoại hơn một năm Chu Thiếu Gia vẫn đối xử tốt với cậu như vậy Mình thấy là nhớ mãi không quên đấy Trong miệng cô ta Người đàn ông đối với em họ cô Mà nhớ mãi không quên Chính là nhân vật chính của Ván Cược Đại Thiếu Gia Chu Thời Duật của thành phố A Mà đối tượng mọi người Cược Sẽ bị hắn đá Không ai khác Chính là Tần Thư Nhan Ba năm trước Chu Thời Duật trở thành bạn trai của Tần Thư Nhan Nói là bạn trai Cũng không hẳn vậy Đối với cô bởi vì là bạn trai bạn gái thì cũng chính là cô và Chu Thời Duật đang yêu đương. Nhưng mà đối với Chu Thời Duật mà nói trong mối quan hệ đó không có khái niệm yêu đương. Chính xác mà nói quan hệ giữa hai người bọn họ gọi là cùng. Ba năm trước, lúc cô 18 tuổi đã theo Chu Thời Duật. Đó là định nghĩa chính xác về mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Chu Thời Duật là con cưng của trời như vậy. Bao nhiêu cô gái đều muốn cướp lấy cùng hắn. Hết lần này tới lần khác con người hắn trời sinh tính tình ác liệt, lại có chút tâm tư biến thái. Người ta tự mình đưa tới, hắn không thích, cảm thấy không thú vị. Hết lần này tới lần khác, thích bắt nạt cô, muốn cô phải nghe theo hắn. Nhoáng một cái, ba năm. Chị họ, chị theo anh thầy ruột ba năm rồi về không? Giọng nói của em họ cắt đứt suy nghĩ của cô. Cái cổ trăng nõn vừa nhỏ vừa dài của cô ta, còn có mặt dây chuyền kim cương trên cổ kia, lắc đến mắt cô cũng đau nhức. Ừ, tần thư nhan lạnh nhạt đáp một tiếng, bỗng nhiên cô ta đến gần cô. Trong lúc hít thở, dường như cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô ta, còn có mùi rượu rất nhẹ. Ba năm, cảm giác mới mẻ cũng không còn nhiều lắm chứ. Cô ta nói, cái gì? Tần thư nhan sửng sốt một chút, em họ đụng đụng bả vai cô. Cuộc đánh cược trong giới, chị nghe nói chưa? đàn ông đều là đồ có mới nơi cũ. Chị họ, có đôi khi chị phải tự mình nhìn ra đấy. Ánh mắt cô ta lấp lánh nhìn cô, trên khuôn mặt trẻ tuổi mang theo dã tâm không hề che đậy. Ngay khi cô không nhịn được muốn cổ vũ cô ta một chút, đồng hồ đeo tay trên cổ tay bỗng nhiên có thông báo. Tần Thư Nhan vội vàng kiểm tra tin nhắn. Trên tin nhắn, Chu Thời Duật tìm cô, chỉ có một câu ngắn ngủi. Ở lại với anh vào buổi tối. Chu Thời Duật bảo tài xế tới đón cô. Hắn ở trung tâm thành phố, trong khung cảnh náo nhiệt, lại tìm được một vị trí yên tĩnh. Có một tòa biệt thự độc lập, ngay gần trường đại học của cô. Từ sau lễ trưởng thành 18 tuổi của cô, hắn đưa cô đến trong biệt thự này. Lúc mấy đầu hắn coi như là biết khắc chế, nhẹ nhàng hôn, cũng không quá phận mà làm càn đụng vào cô. Chỉ là một lần say rượu ngoài ý muốn, làm cho hắn hoàn toàn bỏ lệnh cấm. Đến năm thứ hai đại học, Hắn thậm chí còn làm chỗ ở bên ngoài trường của cô. Buổi tối mùa đông rét lạnh mang theo hơi nước. Trong phòng ngủ chính, lò sưởi điện tử cháy lộp bộp, làm cho cả phòng hiện lên một màu cam ấm áp. Hắn nổi nóng cực kỳ hung hăng, khí tức của hắn bao phủ cô. Mồ hôi theo cổ hắn nhỏ xuống trước ngực cô. Không biết chiếc đèn chùm thủy tinh sáng loáng kia rốt cuộc ở trong mắt cô lắc lư bao lâu. Hắn ghé vào tay cô nhẹ nhàng gọi tên cô. Thư nhan, để anh nếm thử nước lê có ngọt hay không. Hắn cúi người trêu đùa cô, tiếng cười trầm thấp làm cô xấu hổ vô cùng. Khi kiệt sức, cuối cùng hắn cũng dừng lại. Tần Thư Nhan quen Chu Thầy Duật năm 6 tuổi. Năm ấy cha mẹ cô đều mất, ông bà nội không cần cô, liền đưa cô cho bà ngoại đang làm việc ở Chu Gia. Bà ngoại cô là người giúp việc bên cạnh bà nội Chu Thời Duật, làm việc cho nhà hắn hơn nửa đời người. Chu Gia là gia tộc lớn, đối với người làm lâu năm rất tốt sau khi bà ngoại mở miệng thỉnh cầu liền đồng ý cho cô ở lại trang viên chu gia rất lớn ngoại trừ tòa nhà chính độc lập phía sau còn có một tòa nhà nhỏ hai tầng dành cho người giúp việc và cô lớn lên ở đây chu gia thế hệ này không có con gái mẹ chu thầy duật đối với cô có chút yêu thích thỉnh thoảng sẽ để cho cô chơi đùa với chu thầy duật chỉ là bà ngoại nhiều lần dặn dò cô chu thầy duật là đại thiếu gia trong nhà con không thể coi cậu ấy là bạn được, con phải cung kính và kính trọng cậu ấy đấy. Lúc ấy cô còn rất nhỏ, không hiểu cái gì gọi là kính trọng, chỉ cảm thấy tính cách của Chu thầy duật không tốt lắm. Tần Thư Nhan không dám đắc tội với hắn, cũng không dám khóc, lại càng không dám mách lẻo với bất cứ ai. Cô sợ hắn cũng mách lẻo, hoặc là mất hứng, đuổi cô và bà ngoại ra khỏi trang viên. Bà ngoại cô lớn tuổi rồi, không chịu nổi sự vất vả cô không thể gây thêm phiền toái cho bà. Vì thế sau khi bị bắt nạt vài lần, cô chỉ dám lặng lẽ rời ra hắn một chút. Mỗi lần nghỉ, hắn trở lại trang viên, cô đều trốn trong tòa nhà cho người giúp việc, cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình. Nhưng mà chua thời ruột trời sinh tính tình xấu xa, đuổi không đi, đánh không lui. Tần thư nhan càng trốn hắn, hắn lại càng hăng hái tìm. Hắn đến trong tòa nhà cho người hầu, đi từng phòng từng phòng tìm cô, cho đến khi tất cả người hầu trong nhà đều biết đại thiếu gia đối với cô có ý khác nhưng mà trong lòng cô rất rõ ràng hắn cũng không phải thích tìm cô chơi nếu như là tìm cô chơi cùng hẳn là phải giống đám bạn của hắn được đối xử bình đẳng ai cũng không bắt nạt ai khi ở chung nhưng mà giữa cô và hắn chỉ là đơn thuần hắn thích chơi đùa cô mà thôi suốt tuổi dậy thì hai người bọn họ luôn ở trong một cuộc rượt đuổi mà cô chạy trốn còn hắn thì cứ bám giết lấy cô cũng trong những năm đó, sâu trong nội tâm cô nảy sinh ý nghĩ rời đi. Trang viên chu gia tuy rằng vừa lớn vừa xa hoa, giống như một thiên đường ở nhân gian, nhưng nơi này cũng không phải là nhà của cô. Tần Thư Nhan lớn lên ở đây, nhưng chỉ là vật phụ thuộc vào trang viên này. Cô thuộc về trang viên, trang viên sẽ thuộc về chu thời ruột. Cho nên cô muốn rời khỏi chu thời ruột, phải rời khỏi trang viên này. Sự việc xảy ra ở trường trung học của cô Lúc ấy em họ cô vào trường quốc tế, chuẩn bị xuất ngoại. Vì thế cô cũng năn nỉ bà ngoại, đưa cô ra nước ngoài. Tiền bồi thường do tai nạn xe cộ của cha mẹ để lại, đủ để đưa cô ra nước ngoài du học. Vấn đề kinh tế cũng không thành vấn đề. Đối với cô mà nói, ra nước ngoài là một lựa chọn rất tốt. Không chỉ có thể rời khỏi chu gia, né tránh chu thời ruột, còn có thể có được sự tự do khó có thể với tới. Đó là thứ mà cô khao khát, không gì sánh được. Sau khi cô nhắc đi nhắc lại, bà ngoại bị cô thuyết phục, đồng ý chuyển cô sang trường quốc tế, còn đặc biệt nhờ chu phu nhân, nhờ bà ấy giúp cô tìm cách. Nhưng mà chu thầy ruột hung hăng xé nát giấc mơ của cô, khiến cô rơi xuống đáy biển. Hắn lớn hơn cô 2 tuổi, lúc ấy hắn mới vừa học năm nhất, học ngay tại thành phố A. Một hôm hắn nói chuyện phiếm với bà ngoại cô. Thư nhà là một cô gái, đi xa ra nước ngoài, làm sao người ta yên tâm được chứ? hắn cười một cách tào nhã lịch sự như là có giáo dưỡng tốt nhất khí chất điềm đạm không bằng ở lại thành phố a sau này học xong đại học vào chu thị làm việc cả đời sẽ đều thuận lợi bà ngoại làm người hầu cả đời cho chu gia trong mắt bà ấy chu gia là nơi tốt nhất mà cô một cô gái mồ côi thay vì đi ra nước ngoài không bằng ở lại thành phố a bà ấy cũng không cầu mong cô có tiền đồ gì chỉ cầu mong cô bình an thuận lợi mà cô đối với người tự tay chăm sóc cô lớn lên này không có cách nào nói lời từ chối được. Tần Thư Nhan càng không có cách thổ lộ với bà ấy quan hệ kỳ quái giữa cô và Chu Thời Duật. Vì thế cô liền ở lại thành phố A, sau đó từng bước một bị Chu Thời Duật kéo vào thuộc về hắn. Chu Thời Duật tắm rửa xong, tinh thần sảng khoái ra khỏi phòng tắm, khoác áo choàng tựa vào đầu giường. Ngoại hình của hắn cực kỳ xuất sắc, thân thể trẻ khỏe, cao to rắn chắc, cơ bắp cũng có, như là một con báo trẻ tuổi khỏe mạnh, trên người mang theo khí chất săn mồi tự nhiên. Hắn một bên lướt điện thoại di động xem tin tức, một tay đặt ở trên bả vai trần trụi của cô. Tần Thư Nhan trầm mặc, tựa vào trong lòng hắn không nói một lời. Sau một lúc lâu, hắn có chút khó hiểu nhìn cô. "Sao, mất hứng sao?" Cô lắc đầu, thế nhưng sợi dây chuyền kim cương trên cổ của em họ lại lóe lên trong đầu cô. Tần Thư Nhan nhớ rất rõ ràng lúc trước khi hắn cho cô theo hắn, cũng tặng cô một sợi dây chuyền. Đêm đó mặt trăng đặc biệt to, đặc biệt sáng ngời, viên kim cương cực lớn kia, dưới ánh trăng rạng rỡ, rực rỡ. Hắn cực kỳ nhẹ nhàng đeo dây chuyền cho cô, sau đó giọng điệu âm trầm uy hiếp cô. Tần Thư Nhan, em dám chạy, anh sẽ dùng dây chuyền này giết chết em. Hôm nay hắn tặng cho những người phụ nữ khác vòng cổ kim cương. Cô hỏi hắn, anh tặng quà cho Bích Giao sao? Vương Bích Giao là tên của em họ cô. Hắn nhìn về phía cô, đôi mắt đào hoa xinh đẹp vô cùng sáng ngời, gật đầu. Tần Thư Nhan tựa vào vai hắn, không nói gì. Trong lòng nhịn không được nghĩ. Nếu như Chu Tề Duật thay lòng đổi dạ, mình có thể chạy trốn hay không? Không cần phải bị giết cổ. Ngày hôm sau, khi cô tỉnh lại, Chu Tề Duật đã không thấy đâu nữa. Hắn trời sinh tinh lực dồi dào. Tối hôm qua lăn qua lăn lại xong, ngủ một giấc ngắn ngủi Sáng sớm tinh thần vẫn phấn chấn, bỏ dậy đi tới công ty. Mà cô ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao. Sau khi rời giường, trở về căn nhà nhỏ bên ngoài trang viên của bà ngoại một chuyến. Vương Bích Giao cũng ở đây. Lúc cô về nhà, cô ta đang ngồi trên sofa xem TV. Váy mặc trên người là phong cách thiết kế rất giống với cô. Chỉ là của cô là hàng giá rẻ, của cô ta là hàng đặt may. Cô ta liếc cô một cái, ý tứ không rõ mở miệng. Váy thật đẹp. Anh thầy ruột đối với em rất hào phóng nha. Gia cảnh của Vương Bích Giao tốt hơn cô nhiều. Cha mẹ cô đều mất, chỉ có thể đi theo bà ngoại, từ nhỏ lớn lên trong nhà của người giúp việc. Nhưng Vương Bích Giao thì khác. Mấy năm trước đây, mượn quan hệ của Chu gia, việc làm ăn của cha mẹ cô ta rất thuận buồm xuôi gió. Có nhiều tài sản mang lại cho cô ta chất lượng cuộc sống tuyệt vời. Đã từng, ở thời thiếu nữ của hai người bọn họ, vô số lần cô ta cố ý vô tình mà khoe khoang với cô tất cả những gì cha mẹ cô ta mang đến cho cô ta phòng thuộc về mình váy nhỏ xinh đẹp sinh hoạt phí cao ngất ngưởng và còn có một đám bạn bè tâng bốc cô ta tần thư nhan biết cô ta ở trước mặt cô là có một chút cảm giác ưu việt chỉ là sau khi chu thầy duật tốt nghiệp đại học đưa cô vào biệt thự tư nhân của hắn tất cả cảm giác ưu việt của cô ta đều hóa thành cho tàn ít nhất trên bề mặt là như vậy tần thư nhan trở về phòng thay đồ Lúc trở lại phòng khách, Vương Bích Giao gọi cô lại. Ánh mắt của cô ta nhìn lên một vệt đỏ trên cổ cô, bỗng nhiên thân mật kéo cô đến sofa. Chị, em nhớ lúc trước không phải là chị nói là muốn ra nước ngoài du học sao? Bà ngoại không yên tâm cho tôi ra nước ngoài. Tần Thư Nhan có chút không được tự nhiên, muốn đẩy cô ta ra xa một chút. Là bà ngoại lo lắng, hay là con luyến tiếc cây đại thụ chu ra này? Ánh mắt bà nhìn về phía cô, một giây trở nên sắc bén. Nhưng mà ngay tại lúc cô muốn phản bác lại, cô ta lại gắt gao dán tới, giống như là chi kỷ thân nhất vậy. Chị, em có thể hiểu được, dù sao có ai đã thấy qua đại thụ chọc trời, còn muốn đi tìm cây nhỏ ven đường đâu. Tần Thư Nhan để cô ta ra, đã có một chút không kiên nhẫn. Cô rốt cuộc muốn nói cái gì? Vương Bích Giao sửng sốt, thấy cô đã không muốn cho cô ta sắc mặt tốt, cô ta dứt khoát ôm hai tay, tựa vào sofa, ung dung nhìn cô. Em chỉ muốn nói với chị, đừng quá coi trọng vị trí của mình trong lòng đàn ông. Gia tộc Chu gia như vậy, Chu thời ruột về sau sẽ không kết hôn với chị, cũng sẽ không cho chị tương lai. Nếu chị nắm bắt được thời cơ, tốt nhất là lúc anh ấy còn cảm thấy hứng thú, sớm lấy một khoản tiền, sau đó rời đi. Tần Thư Nhan nhìn khuôn mặt trẻ trung mà ngung cuồng của Vương Bích Giao, chỉ cảm thấy cô ta thật đáng ghét. Chuyện này liên quan gì đến cô? Cô ta cười lạnh một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm cô như rắn độc. Chẳng lẽ chị không biết lúc trước Chu Thầy Duật nhìn chúng thật ra là em sao? Ký ức trong nháy mắt đảo ngược trở lại nhiều năm trước, bắt đầu từ thời niên tiếu, Chu Thầy Duật ở trước mặt cô cũng không giống lúc hắn ở trước mặt người ngoài. Chu Thầy Duật là một người có tính quy tắc rất mạnh, trong khuôn khổ của hắn, mỗi người đều được đặt ở một vị trí thích hợp. Hơn nữa sẽ có đãi ngộ nên có ở vị trí đó. Đối với những cô gái khác, hắn sẽ ôn nhu kéo ghế cho đối phương. Mà đối với cô, hắn sẽ đem hai chân của cô vây ở trên ghế, đặt ở trước gương tùy ý đùa bỡn. Hắn khen đối tượng hợp tác, nói đối phương xinh đẹp dạng dỡ, sạc dỡ, lóa mắt. Hắn khen cô, nói cô giống con ngựa trắng lông trắng như tuyết trong trường đua của hắn. Đối đại với cô, hắn sẽ không một chút e rè, đem hết thảy tính cách thật của hắn phơi bày trước mặt cô, Tần Thư Nhan thừa nhận tính tình của hắn, thừa nhận mặt sau âm u của hắn. Nhưng mà hắn đối với Vương Bích Giao, quả thật lại có chút không giống. Đó là một loại thân mật khác biệt, giống như hắn đối với đám tiểu bối chu ra. Đó là sự dịu dàng mà cô chưa bao giờ được hưởng thụ. Giờ phút này Vương Bích Giao đối chọi gay gắt, làm cho một chuyện cũ trong lòng cô vốn phủ bụi đã lâu, giờ thổi đi bụi bậm, trở nên rõ ràng. Khi đó cô vừa mới bị chu thầy ruột mang đến biệt tự, Cô lực thừa nhận sở thích biến thái của hắn ta. Giáng sinh, hắn hiếm khi bớt ra chút thời gian để cho cô cùng hắn tham gia buổi tụ tập trong giới. Lần tụ tập đó, Vương Bích Giao cũng ở đây. Cô đi vệ sinh trang điểm lại. Lúc trở về, Vương Bích Giao ghé vào bên cạnh hắn nói chuyện. Dưới ánh đèn lờ mờ, da cô ta trắng như tuyết, nụ cười như hoa. Ánh mắt hắn nhìn về phía cô ta dịu dàng lại thâm thúy, ngữ khí không nhanh không chậm, tựa hồ trò chuyện rất vui vẻ khi cô đến gần lời nói của hắn im bặt sau đó đưa ly rượu trống rỗng cho cô vênh mặt hất hàm say khiến cô đi lấy ly rượu cho hắn buổi họp mặt hôm đó diễn ra được một nửa hắn bỗng nhiên có việc rời đi sớm mà vương bích giao thì ở bên tai cô lải nhải nói mấy chuyện về hắn sau đó cô cũng từng thử thăm dò hỏi qua cái nhìn của hắn đối với vương bích giao câu trả lời của chu thời duật là anh không có hứng thú với trẻ vị thành niên vậy lúc đó hắn là không có hứng thú với vương bích giao hay là nói vương bích giao trưởng thành hắn liền có hứng thú dù sao cách hắn đối xử với vương bích giao so với cô quả thật là có vẻ điềm đạm hơn rất nhiều một loại ghê tởm khó có thể nói thành lời lan tràn trong lòng cô nhưng mặt khác cô lại sinh ra một loại mừng thầm khó có thể ức chế nếu như nếu như chu thầy duật thật sự thay lòng đổi dạ thật sự có thể chia tay với cô Vậy cô có thể tự do hay không? Trong khoảng thời gian kế tiếp Vương Bích Giao càng ngày càng xuất hiện nhiều Ở xung quanh cô Tần Thư Nhan nhìn ra được sự ân cần của cô ta Đối với Chu Thầy Duật Cô tin tưởng Chu Thầy Duật cũng cảm nhận được Khiến người ta suy ngẫm Chính là hắn không có chút biểu hiện kháng cự Hoặc là từ chối Trừ lần đó ra Bạn bè báo cho cô biết một tin tức hoàn toàn mới Hình như Chu Gia muốn kết thông gia với Lâm Gia Lâm gia chính là đại gia tộc môn đăng hộ đối với Chu gia. Đại tiểu thư Lâm gia cô cũng đã gặp qua. Cô ấy so với Chu Thầy Duật lớn hơn 2 tuổi, chính là loại phụ nữ lúc ăn cơm Chu Thầy Duật sẽ đứng dậy biểu hiện phong độ. Bạn bè khuyên cô, cậu nhìn thoáng một chút, loại công tử như bọn họ chắc chắn sẽ có ngày này. Tần Thư Nhan gật đầu, càng muốn rời đi. Trong 3 năm qua, sở dĩ cô còn có thể miễn cưỡng chịu đựng Chu Thầy Duật một là bởi vì hắn quá quyền lực không cho phép cô rời đi thứ hai là cho dù hắn cũng không ở cùng một chỗ với người phụ nữ khác hắn là một tên biến thái nhưng hắn không bẩn nhưng nếu như hắn một bên muốn cùng người khác kết thông ra một bên lại muốn lên giường với cô trong biệt thự cô chỉ là suy nghĩ một chút hình ảnh này thôi đã muốn nôn ra nghĩ đến đây cô thật sự chạy vào trong nhà vệ sinh nôn khan một hồi người bạn lo lắng nhìn cô cậu không sao chứ Ánh mắt của cô ấy xẹt qua bụng cô. Sắc mặt cô tái nhợt, khoát tay. Yên tâm, tuần trước mới có rồi, sẽ không làm chậm trễ chuyện hôn nhân đại sự của anh ta đâu. Mấy năm nay ở bên chu thầy ruột, cô uống thuốc tránh thai như cơm bữa. Cô còn muốn rời đi, làm sao có thể để cho mình mang thai đây? Những ngày kế tiếp, ngày chu thầy ruột trở về biệt thự càng ngày càng ít. Có một lần cô đi dạo phố ở tòa nhà Kim Đỉnh, trung tâm thành phố, cầm ly cà phê đi ra khỏi trung tâm thương mại, thấy hắn ta đi ra từ khách sạn 5 sao đối diện. Ở phía sau hắn, Vương Bích Giao theo sát, khập khiễng. Không hiểu sao cô nhớ tới lần đầu tiên của cô và Chu Thầy Duật. Kỹ thuật của hắn kém vô cùng, thế nhưng vô cùng quật cường. Một lần không được liền hai lần, hai lần không được liền ba lần. Ngày hôm sau, cô đi đường đều đau nhức, ở trong lòng hắn mắng một vạn lần. Mà Vương Bích Giao bây giờ, cùng với cô lúc ấy, giống nhau như đúc trong cổ họng cô xuất hiện một cảm giác lạ vọt tối buồn hoa bên cạnh lại nôn khan một trận quay đầu lại vương bích giao liền đứng ở phía sau cô lớp trang điểm của cô ta có chút lem như là tối hôm qua không có tẩy trang trực tiếp để vậy mà ngủ trong tay cô ta mang theo túi sách hơ mét điềm đạm đáng yêu nhìn cô chị họ sao chị lại ở đây mười phút sau cô và vương bích giao cùng ngồi trong quán cà phê Cô ta hắng giọng một cái Chị họ, có một chuyện Em muốn xin lỗi chị Tần Thư Nhan nghe lời này của cô ta Nhất thời hiểu ra Cảm giác trong lòng vô cùng phức tạp Tần Thư Nhan vốn tưởng rằng Đợi đến ngày này Cô sẽ cảm thấy đặc biệt thoải mái Nhưng chẳng biết vì sao Ngoài thoải mái ra Lại có một loại buồn bã mất mát Khó có thể nói rõ Tần Thư Nhan giơ tay Ngắt lời Vương Bích Giao Không phải là ngủ rồi sao Cũng không có gì ghê gớm À... Trong thần sắc của Vương Bích Giao mang theo hoàng sợ. Tần Thư Nhan rũ mắt xuống. Không sao cả. Cho dù không có cô, tôi cũng sẽ chuẩn bị chia tay với anh ấy. Đây là lời nói thật. Từ lúc biết Chu Thầy Duật muốn kết hôn, cô liền chuẩn bị tốt việc chia tay. Vì thế cô cố ý kiểm kê số tiền gửi ngân hàng hiện có trong tay, còn gửi đơn xin vào trường đại học nước ngoài mà mình muốn. Tôi chuẩn bị xuất ngoại, Tần Thư Nhan nói với Vương Bích Giao về kế hoạch của mình. Đợi mấy năm nữa trở về, tất cả mọi thứ đều sẽ thay đổi. Vậy Chu thiếu gia? Cô ta rụt rè hỏi. Tần Thư Nhan hào phóng vung tay lên. Cô thích thì cứ lấy đi, chỉ là tôi nói với cô. Tôi nghe nói anh ấy sắp kết thông ra. Chính cô phải chú ý một chút, đừng làm trướng mắt đại tiểu thư nhà người ta. Thần sắc của Vương Bích Giao càng thêm hoảng sợ. E là tin tức cô vừa mới báo sẽ dọa cô ta sợ. Ngay sau đó cô nghe được một âm thanh quen thuộc. Chu Thầy Duật đứng sau lưng cô, gọi tên đầy đủ của cô. Tần Thư Nhan. Trong lòng cô đau xót, vội vàng điều chỉnh tốt biểu tình, cười rực rỡ như ánh mặt trời, quay đầu đi. Đồ đạc trong biệt thự tôi sẽ thu dọn xong, tối đa ba ngày tôi nhất định sẽ dọn xong. Lời còn chưa nói xong, sắc mặt Chu Thầy Duật đen giống như là lần trước cô làm cho hắn một bàn thức ăn khó nuốt vậy. Hắn nắm chặt cổ tay cô, dùng sức nắm chặt khiến xương cốt cô phát đau nhiều năm như vậy anh nuôi em cũng nên thu lại rồi hắn cấp bách đưa cô về biệt thự quản gia ở trên xe liền nhận điện thoại của hắn lúc hai người bọn họ về nhà người hầu trong biệt thự đều không có ở đây cả tòa nhà âm u bên ngoài rông tố kéo tới sấm sét vang rội tia chấp ở ngoài cửa sổ đánh xuống đất ánh sáng chiếu vào bên mặt hắn làm cho cả người hắn giống như đồ tể điên cuồng mà đáng sợ Tần Thư Nhan biết Chu Thầy Duật là muốn điên rồi Chỉ là cô không rõ Rõ ràng là hắn thay lòng đổi dạ Vì sao còn không thể buông tha cô Cô đã lãng phí thời gian với hắn Nhiều năm như vậy Chu Thầy Duật Anh buông tôi ra Hàm răng cô run rẩy, Nhẹ nhàng dãy ra Anh làm tôi đau Nước mắt của cô cũng không thể đánh thức lòng thương xót của hắn Hắn cười lạnh với cô Đau phải không Không biết đánh gãy chân có đau hơn không hắn lôi kéo cô, cưỡng ép đưa cô đi xuống tầng hầm của biệt thự. Đó là khu vực cô chưa bao giờ thăm dò qua. Tần Thư Nhan vẫn cho rằng nơi này chỉ để đồ lặt vặt trong nhà. Cho đến khi hắn mở cửa ra trước mặt cô, cô mới biết thì ra trong tầng hầm ngầm này lại đặt một cái lồng chim màu vàng thật lớn. Hắn đóng cửa lại, lột sạch cô. Sợi xích màu vàng khóa trên cổ chân trắng nõn của cô, rũ xuống một tiếng như là khóa ở trong lòng cô. Chú thầy ruột, anh đừng có như vậy, tôi thật sự sợ." Tần Thư Nhan cầm lấy tay hắn, vô lực cầu xin. Tầm mắt của hắn xẹt qua hai chân cô, mang theo mũi nhọn như dao găm. "Tôi cầu xin anh, anh buông tha tôi đi." Nước mắt của cô càng không ngừng chảy ra ngoài, khóc đến vô cùng đáng thương. "Bảo bối, muốn xuất ngoại phải không?" Hắn giơ tay lên lau nước mắt trên mặt cô, lộ ra nụ cười ác ma với cô. "Anh khiến em cả đời này" ngay cả giường cũng không xuống được. Tần Thư Nhan không rõ, rốt cuộc cô đã chọc giận Chu Thầy Duật ở đâu. Cô đã được chứng kiến những cô gái xuất hiện trong vòng xoáy hoang đường của Chu Thầy Duật và đám bạn nối khố của hắn. Tần Thư Nhan từng có một người bạn không tồi, là tình nhân của một người bạn của hắn, lớn hơn cô 3 tuổi, là một ngôi sao hạng ba. Sau đó đối phương chơi chán, nói chia tay. Ngôi sao vô danh kia hơn 20 tuổi, cũng từng được đại thiếu gia kia nâng niu trong lòng bàn tay che chở yêu thương liền thật sự cho rằng mình là chân ái cô ấy sống chết không chịu chia tay vì thế sự tình náo loạn đặc biệt khó coi thân bại danh liệt một năm trôi qua cô cũng không nghe nói qua tin tức của cô gái kia nghe nói là rút lui khỏi giới giải trí rồi cô đã chứng kiến cảnh cô ấy được yêu thương hết mực cũng chứng kiến bộ dạng cô ấy nằm trên sofa thần sắc bơ phờ nước mắt trong suốt từ trên khuôn mặt trắng như tuyết của cô ấy rơi xuống lại không đổi được sự thương tiếc của bất kỳ kẻ nào cô không muốn rơi vào tình cảnh đó cô chỉ muốn bảo vệ tốt chính mình ở thời điểm chu thể duật chán ngấy lập tức mang theo tiền chạy trốn nhưng mà cô càng muốn thoát khỏi hắn lại càng không thoát khỏi được sau khi biết được cô thật sự chuẩn bị xuất ngoại dưới cơn thịnh nộ của chu thầy duật hắn thật sự nhốt cô trong lồng chim màu vàng kia một ngày lồng chim kia thật lớn, còn kê một cái giường cao một mét hai, ga đệm trên giường là tơ thật, còn có mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Tần Thư nhà rất là khó tưởng tượng, vật phẩm giường chiếu trên giường này, rốt cuộc là ai làm ra? cả buổi tối, Chu Thầy Duật kiên quyết muốn cùng cô chen trúc trên chiếc giường nhỏ này. Mùa đông ở thành phố A, nhiệt độ ban đêm rất thấp, tầng hầm không có lò sưởi cũng không có điều hòa. Lúc cô tỉnh táo, nghĩ tới chuyện của hắn và em họ cô vẫn đạp hắn xuống giường. Thế nhưng vừa ngủ, trời rét lạnh làm cho người ta tự giác tìm kiếm nguồn nhiệt. Hai người bọn họ ôm nhau quấn chăn, buổi tối bị đông lạnh đến run lẩy bẩy. Sáng hôm sau tỉnh lại, lúc cô mở mắt ra, cảm giác đau đầu muốn chết, dùng cái chân bị trói dây xích kia đạp hắn. Có phải anh thực sự muốn lấy mạng tôi không? Trong nháy mắt, cô liền nghĩ tới tình tiết ngược luyến trong tiểu thuyết ngôn tình kia nam chính vì muốn có được tình cảm của nữ chính đút cho nữ chính thuốc còn đang thí nghiệm để cô yêu nam chính say đắm tuy nhiên thuốc đều có tác dụng phụ đợi đến khi tác dụng phụ phát tác nữ chính sẽ chết nam chính hối hận cũng không kịp đương nhiên đây cũng có thể là mở đầu một quyển tiểu thuyết ngược luyến này sau khi mối tình đầu chết nam chính lại tìm một thế thân ngay lúc thế thân cũng phải chết cuối cùng hắn nhận ra nội tâm của mình hóa ra hắn đã sớm yêu thế thân Tần Thư Nhan suy nghĩ một chút về quan hệ giữa cô và Chu Thầy Duật. Thanh Mai Trúc Mã của nhau là người đầu tiên của nhau. Cô còn muốn rời khỏi hắn. Đặc biệt là phía sau cô còn có một em họ đang chờ tiếp nhận. Cảm giác tất cả nội dung vở kịch đều có thể xảy ra. Cô thật sự sẽ bị nam chính giải vò tới chết sao? Nghĩ tới đây, Tần Thư Nhan không khỏi thương tâm. Sắc mặt Chu Thầy Duật hơi đỏ lên, giơ tay sờ chắn cô một cái. Em là sốt tới hồi đồ rồi sao? Hắn vội vàng cởi xích chân cho cô Sau đó gọi bác sĩ của gia đình tới Bác sĩ kê cho cô chút thuốc cảm mạo Thuận tiện cũng kê cho chu thầy ruột một phần Lúc này cô mới ý thức được Thì ra sắc mặt hắn đỏ như vậy Là bởi vì phát sốt Bác sĩ dặn hai người bọn họ uống thuốc xong Ngủ một giấc thật ngon Ăn uống thanh đạm Tâm tình ổn định Rất nhanh sẽ khỏi Tần Thư Nhan uống thuốc và nằm buồn ngủ trên giường trong phòng ngủ. Chu Thầy Duật đang nghe điện thoại, đại khái là mẹ hắn gọi tới, hắn cau mày, lúc nói chuyện mang theo giọng mũi nồng đậm, không gặp, không xem mắt, còn có bạn gái rồi, không sao, chỉ bị cảm, chu thầy ruột hừ lạnh một tiếng, không nói nữa, con muốn ngủ, bác sĩ bảo con nên ngủ một giấc thật ngon, cúp điện thoại, hắn nằm vào trong chăn, sau đó giống như là có trứng đói khát ra thịt, ôm cô vào trong ngực, nhiệt độ cơ thể hắn quá cao, cô bị hắn ôm nóng muốn chết nhịn không được vẫn giãy ruộng hai người bọn họ ở trên giường đầu mấy hiệp cả hai đều bị thành phần trong thuốc cảm khiến cho buồn ngủ không có sức lực lan qua lăn lại nữa khi tỉnh dậy cô cảm thấy cơn đau đầu đã giảm đi rất nhiều chu thầy ruột ngủ bên cạnh cô không ôm cô nhưng dưới lớp chăn dày hai người bọn họ nắm tay nhau tần thư nhan gian nan rút tay ra từ trong chăn kết quả động tác quá lớn đánh thức chu thầy ruột hắn xoay người đè cô cơ ngực ấm áp và rắn chắc, dán ở trên lưng cô. Trên giường tối tăm lại mềm mại, thanh âm của hắn khàn khàn, làm cho người ta có một loại ảo giác rất ấm áp. Đừng đi, ngủ với anh thêm một lát nữa đi. Ngủ thêm một giấc nữa, cô hoàn toàn tỉnh. Lúc này chu thầy duật không ở trên giường, cũng không ở trong phòng. Tần thư nhan sờ sờ đệm chăn bên cạnh, vẫn còn ấm áp, hẳn là đi không lâu. Tim cô đập thình thịch, cảm giác được trong cơ thể tràn ngập sức lực, sau đó đứng dậy chuẩn bị chạy. Kết quả vừa mới bò dậy, cổ tay bị kéo lại. Một sợi xích sắt màu vàng tinh tế cài ở trên cổ tay cô, đầu kia cài ở đầu giường. Lúc lắc lư vang lên âm thanh. Tấn Tư nhan sửng sốt, theo bản năng nhìn dây xích. Dây xích lắc lư, phát ra động tĩnh rất lớn, người ngoài cửa chạy vào. Tần Thư Nhan tưởng là Chu Thầy Duật, nhưng lại nghe thấy tiếng nói ngoài cửa. Con trai, con có ở trong phòng không? Ngay tại lúc đầu óc cô tỉnh táo, chu phu nhân từ cửa đi vào, cùng cô bốn mắt nhìn nhau. Rất nhanh, ánh mắt của bà ấy liền chuyển rời đến sợi dây xích trên cổ tay cô. Sau đó chu phu nhân luôn luôn yêu nhã, bình tĩnh, quả thực làm cho cô kinh ngạc. Rất khó hình dung, cô và chu phu nhân giúp cuộc ai mới là người bị sốc hơn. Lúc trước khi sống trong trang viên, chu phu nhân đối với cô coi như có chút yêu thích, thỉnh thoảng còn tặng cô một ít quà nhỏ, Đợi đến sau khi cô dọn ra khỏi trang viên Lúc quay về trang viên thăm bà ngoại Nếu gặp bà ấy Bà ấy còn có thể khách khí hỏi tình trạng học tập của cô Có chuyện gì cần hỗ trợ hay không Tần Thư Nhan nghĩ Ở trong lòng bà ấy Đại khái coi cô như một tiểu bối đáng yêu Tuy nhiên Bây giờ cô đang mặc một chiếc váy ngủ rộng thùng thình Với mái tóc dài Và bị mắc kẹt ở đầu giường của con trai bà ấy Bởi một sợi dích vàng Tần Thư Nhan hận không thể Chui xuống dưới thảm lông dài không bao giờ gặp người khác nữa mà phản ứng của chu phu nhân rất kỳ quái bà ấy cũng không toát ra chút tức giận hoặc khinh bỉ nào tầm mắt từ trên cổ tay cô chợt lóe lên sau đó hốc mắt liền đỏ lên bà ấy nhẹ nhàng đóng cửa lại sau đó ở trong biệt thự hô to chu thời duật con cút ra đây cho mẹ tần thư nhan cho tới bây giờ chưa từng nghe qua giọng nói này của bà ấy chu thời duật vội vàng tới một tiếng kêu mẹ ngay sau đó chính là tiếng chu phu nhân đánh con trai. Ngày thường dạy con như thế nào, sao con có thể làm ra loại chuyện này, người ta còn là một đứa trẻ. Cô ấy trưởng thành rồi. Chu thời giật phản bác. Tần Thư Nhan dựa vào đầu giường, nghe thanh âm bên ngoài, không hiểu sao có chút sảng khoái. Mặc kệ hắn là bị ai đánh, dù sao Chu Thầy ruột bị đánh, cô rất vui vẻ. Qua hơn một giờ, Chu Thầy ruột cuối cùng cũng trở về phòng. Hắn tiễn Chu Phu Nhân đi, Lúc vào cửa khuôn mặt đen thui, tóc rối bù, mất đi sự bình tĩnh ung dung hàng ngày. Tần Thư Nhan cua cua xích sắt trên tay về hắn. Hắn liếc cô một cái, ngồi bên cạnh cô, ấn vào xích của cô một cái. Chiếc xích thoáng cái đã mở ra, căn bản là không cần chìa khóa. Tần Thư Nhan choáng váng. Vốn tưởng là dụng cụ tra tấn, hóa ra chỉ là đồ chơi. Dưới yêu cầu của Chu Phu Nhân, cô lấy lại được tự do. Sau đó cô xuống lầu ăn một bữa cơm trước. Sau khi ăn xong, cô hỏi Chu Thầy Duật. Anh xem, chuyện của hai ta đều đã bại lộ. Vì không muốn ảnh hưởng việc anh kết thông ra, tôi vẫn nên là dọn ra ngoài đi. Chu Thầy Duật ngồi bên cạnh cô, từ laptop gần đầu nhìn cô một cái, ngữ khí lạnh lạnh cảnh cáo. Em đừng hòng nghĩ tới. Chu Thầy Duật không cho phép cô dọn đi, cô cũng quả thật không dám dọn. Mặc dù hắn ở trước mặt chua phu nhân, đáp ứng không hề ép buộc cô. Nhưng cô rất rõ ràng, hắn đáp ứng cũng vô dụng. Giống như là khi còn bé, ngoài mặt hắn đáp ứng, nhưng thực chất là chết không hối cải. Chu phụ nhân có thể làm gì đây? Bà ấy là mẹ của Chu Thời Duật, chẳng lẽ vì một người ngoài như cô mà đi kiện Chu Thời Duật bắt cóc sao? Điều quan trọng nhất là cô vẫn chưa có bằng tốt nghiệp, còn cần thời gian nửa năm, cô mới có thể tốt nghiệp đại học trong nước. Mặc dù muốn chạy ra nước ngoài, cũng phải lấy được bằng tốt nghiệp trước rồi nói sau, vì tên thần kinh chu thời duật này liền từ bỏ bằng tốt nghiệp đại học mà cô đã khổ sở học tập mười mấy năm thật sự là rất không đáng vì thế hai người bọn họ tiến vào một loại trạng thái bình tĩnh không hiểu sao lại bình an vô sự chu thời duật vẫn bộn bề nhiều việc như cũ bận rộn công tác hắn luôn luôn không có chuyện xử lý xong công việc hạng mục bàn mãi không hết mà cô đang hừng hực khí thế chuẩn bị luận văn tốt nghiệp của mình nhìn bề ngoài hai người bọn họ ở chung không khác gì lúc trước chỉ là cô không chịu để hắn sạc pin kỳ thật cũng không có nguyên nhân gì khác lúc trước cô đồng ý là bởi vì dù sao hắn ta cũng chỉ có một mình cô hơn nữa rèn rũa lâu như vậy kỹ thuật của hắn ta vẫn rất tốt ngoại trừ có chút hung dữ những nơi khác đều rất đúng chỗ nhưng bây giờ cô cảm thấy hắn ta giống như một nguồn ô nhiễm dù sao đàn ông chính là loài vật này một khi tùy tiện tìm ổ cắm điện cũng rất khó nói rõ hắn rốt cuộc có bao nhiêu ổ cắm điện sau khi cô liên tục từ chối hắn trong nửa tháng chu thầy duật có vẻ rất nôn nóng tần Thư nhan đặt một cây kéo ở đầu giường hơn nữa cảnh cáo chu thầy duật nếu anh tới chúng ta cũng đừng sống nữa hắn giật lấy kéo của cô hung hăng ném lên tấm thảm lông dài rốt cuộc là em đang tính làm gì với anh hắn nằm lấy cổ tay cô ấn cô xuống giường Tần Thư Nhan một chân chống vào bụng hắn, nếu hắn có động tác tiếp theo, cô liền chuẩn bị hung hăng cho hắn một cước, để cho hắn tỉnh táo một chút. "Tôi muốn nói với anh, quan hệ qua đường với nhiều người như thế, rất dễ bị nhiễm bệnh." Tần Thư Nhan nghiêm túc nói với hắn. Hắn thoáng cái dừng lại, một lúc lâu sau, hắn cắn răng hỏi cô, "Cho nên em còn sạc pin cho ai? Không phải anh sao?" Tần Thư Nhan thừa dịp hắn chưa chuẩn bị Hùng hăng đạp hắn một cước, sau đó từ trong phòng ngủ chạy ra ngoài. Ở sau lưng cô, Chu Thầy Duật gào to. Em quay lại nói cho rõ ràng. Tần Thư Nhan cũng không quay đầu lại mà chạy. Ngày hôm sau, Vương Bích Giao từ nước ngoài trở về. Cô ta khóc lóc giải thích với cô. Chị họ, ngày đó em và Chu Thầy Duật không xảy ra chuyện gì cả. Tần Thư Nhan ăn cơm chưa được một nửa, thấy cô ta khóc thảm thương, vô cùng kinh ngạc. Không phải cô đang học ở nước ngoài sao Tần Thư Nhan trầm mặc một lúc lâu Cảm giác tên bệnh thần kinh Chu Thời ruột này Làm ra chuyện thật là quá đáng Cũng không phải chuyện gì lớn Đã xảy ra thì đã xảy ra Tôi cũng không phải là gì của anh ấy Tần Thư Nhan nói Vương Bích Giao nắm chặt tay gấp thức ăn của cô Buổi tối hôm đó Em và anh ấy thật sự không có gì cả Buổi tối hôm đó Anh ấy mở tiệc chiêu đãi Uống nhiều Sau đó nghỉ ngơi trong khách sạn một lát Em, em là bị quỷ ám Mới có loại tâm tư này Tần Thư Nhan nghe được Liền chán ghét đáp Được rồi, tôi biết rồi Sáng sớm hôm sau Cô ta khập khiễng đi theo chu thầy ruột ra ngoài Ngay sau đó liền tới tìm cô đối mặt một lời Bây giờ nhớ lại Chuyện duy nhất cô làm sai Chính là không nói lời chia tay trước Chu thầy ruột tính tình xấu xa Đuổi cô đi, đánh không lui Tần Thư Nhan ngoan ngoãn Chờ hắn đến nói lời chia tay với cô mà không phải nó chia tay trước lại kích thích dục vọng chinh phục của hắn. Không, chị không biết. Vương Bích Giao điên cuồng lắc đầu. Quả thực anh ta là một tên biến thái. Đúng vậy. Tần Thư Nhan gật đầu. Em vốn cho rằng anh ta nhiều lần đuổi em ra nước ngoài. Kết quả... Vương Bích Giao nước mắt rưng rưng muốn rơi xuống. Nghe đến đó, cô có chút khẩn trương, buông đũa xuống. Sao vậy? Tuy rằng Vương Bích Giao trong chuyện này quả thật không biết xấu hổ, nhưng cô cũng rất sợ Chu Thầy Duật làm ra chuyện phạm pháp gì đó với cô ta. Vương Bích Giao lớn tiếng lên án. Anh ta bảo tôi nhảy một ngàn lần trong khách sạn, còn bảo thư ký đếm cho tôi, còn quay video lại. Anh ta còn không cho phép em cởi giày cao gót, em chạo chân rất là nhiều lần. Anh ta quả thực là một tên khốn kiếp biến thái. Nếu Vương Bích Giao chỉ đơn giản giải thích với cô, đêm đó không xảy ra chuyện gì, Cô không nhất định sẽ tin tưởng. Thế nhưng phạt người ta mang dề cao gót nhảy ếch. Chuyện thái quá như vậy. Ngược lại rất giống là thật. Chỉ có Chu Thời Duật là loại biến thái này. Nghĩ ra loại thủ đoạn này. Sau khi Vương Bích Giao giải thích xong, cấp tốc quay về anh học. Trước khi rời đi, nước mắt cô ta lưng chồng nói với cô. Chúc phúc cho hai người. Xin hãy giữ chặt anh ta. Tần Thu Nhan không biết nói gì. Kỳ thật loại phản ứng này của Vương Bích Giao cũng nằm trong dự liệu. Từ góc độ người ngoài mà xem, quả thật cảm thấy Chu Thầy Duật xuất thân hơn người, con cưng của trời, bề ngoài xuất chúng, còn rất có phong độ. Nhưng mà khi chân chính tiếp xúc đến một mặt chó điên của hắn, sẽ hiểu được tất cả ưu điểm của hắn đều là lớp da bên ngoài. Mà bên trong, người này không khác gì là tên biến thái xấu xa. Buổi tối, một chiếc Rolls Royce dừng bên cạnh cô. Từ khi cô muốn chạy, Chu Thầy Duật đã tăng cường kiểm soát cô Trước kia cô học xong Mấy giờ về biệt thự hắn sẽ không quản Nhưng bây giờ mỗi lần hắn đều phái Một chiếc xe màu đen đến cổng trường chờ cô Không đón được cô Chiếc xe kia vẫn chờ Tài xế cũng phải chờ Chú tài xế vì chu gia phục vụ mười mấy năm Cũng là nhìn cô lớn lên Cô không đành lòng để cho đối phương vẫn chờ Vì thế sau khi tan học Cô đều trực tiếp trở về biệt thự Hôm nay lúc cô trở về Chu thầy Duật cũng ở đây Ăn xong bữa tối, hắn dịu dàng lại mạnh mẽ kéo cô vào phòng ngủ. Hiểu lầm đã giải thích rõ ràng rồi, phải bồi thường cho anh như thế nào đây? Hơi thở ấm áp của hắn phả vào tai cô, như là mãnh thú ở bên cổ cô thở dài, ngập tràn tính xâm lược cùng cảm giác nguy hiểm. Tối hôm đó, hắn ở trong phòng ngủ này, sạc điện rất nhiều lần. Tần Thu Nhan chìm đắm trong niềm vui với hắn, cũng không biết vì sao, trong lòng cô giống như là bông gòn, sau khi nhiệt tình biến mất, cô nhanh chóng cảm giác được một loại nhạt nhẽo vô vị. Vì thế cô đẩy hắn ra một chút, quay lưng lại, ôm chăn ngủ. Gần cuối năm là sinh nhật của bà nội Chu Thời Duật. Sinh nhật 70 tuổi của bà ấy, Chu ra mở tiệc rất lớn, khách khứa rất đông. Tần Thư Nhan vốn cho rằng không có chuyện gì của cô, nhiều nhất chính là ăn mặc đàng hoàng một chút, ở tiệc sinh nhật là một bình hoa trang trí. Nhưng mà toàn bộ quá trình Chu Thời Duật đều mang cô theo bên người, Đối mặt với ánh mắt giò xét của người ngoài Hắn thản nhiên nói với mọi người Đây là bạn gái tôi Mọi người ở đây thái độ đều khác nhau Chu gia sản nghiệp lớn Chu thời duật lại là con một Trước đó chuyện hắn và Lâm gia muốn kết thông gia Cũng ồn ào huyên náo Kết quả ngày đại thọ 70 của bà nội hắn Hắn dẫn theo cháu ngoại Của một người hầu như cô tham dự Còn công khai nói Cô là bạn gái của hắn Tần Thư Nhan có chút thấp thỏm Nhìn về phía cha mẹ Chu Chu thầy ruột vỗ vỗ lưng cô Có vẻ như là đang trấn an cô Anh họ và bạn nối khố của hắn Đối với chuyện này không thể trách Nghe vậy chỉ chê cười hắn Được rồi Ai không biết đây là nàng dâu nuôi từ nhỏ của cậu cơ chứ Sắc mặt tần thư nhan đỏ bừng Tìm cớ Cách đám thiếu gia bọn họ xa một chút Làm cô ngạc nhiên chính là Chu thầy ruột làm càn chuyện này Chu gia cũng không tìm cô gây phiền toái Bà nội chu còn đặc biệt gọi cô đến trước mặt tặng cô một khối ngọc bội vô cùng đẹp. Đám bạn bè bên cạnh Chu Thầy Duật, thái độ đối với cô cũng có sự chuyển biến vi diệu. Trước kia, bọn họ nhìn cô như là nhìn người hầu nhỏ của Chu Thầy Duật. Khi hắn vênh mặt hất hàm sai khiến cô, đều thờ ơ lạnh nhạt nhìn, có vẻ như tất cả hành vi của cô đều là đương nhiên. Mà hiện tại, lúc Chu Thầy Duật sai khiến cô, cũng có người trêu chọc hắn. Đối xử tốt với nàng dâu nuôi từ nhỏ của cậu một chút đi, cẩn thận người ta tức giận bỏ chạy đấy về phần vắn cực lúc trước lại càng không có người nhắc tới chu thầy ruột cười cười sau đó giống như là chọc cho cô vui vẻ tự mình bóc trái cây cho cô ngoài ra người phản ứng lớn nhất là bà ngoại cô bà ấy vì chu gia cống hiến cả đời trước đó cô cảm thấy quan hệ chủ tớ nhiều năm đã cắm rễ ở trong đầu bà nhưng mà sau khi biết cô và chu thầy ruột ở cùng một chỗ bà ấy lại nói với cô con và tiểu thiếu gia cùng nhau lớn lên sinh ra tình cảm cũng là chuyện thường tình bà ngoại vô cùng từ ái sờ sờ tóc của cô con còn trẻ có rất nhiều chuyện con chưa hiểu bà ngoại muốn dặn dò con đọc sách yêu đương kết hôn sinh con trình tự những chuyện này nhất định không thể làm sai hiểu chưa tần thư nhan gật đầu nghĩ thầm qua hai tháng nữa lấy được thư thông báo trúng tuyển ở nước ngoài cô sẽ chạy cái gì mà kết hôn sinh con lại còn yêu ai đó hả gần tốt nghiệp Tần Thu Nhan nhận được giấy báo từ trường đại học nước ngoài để đảm bảo việc nhận được thư, địa chỉ cô Điền là nhà bạn. Khi nhận được thư thông báo trúng tuyển, tâm lý cô vô cùng phức tạp. Người bạn vô cùng lo lắng nói với cô. Tần Thu Nhan, không phải cậu thật sự chuẩn bị ra nước ngoài du học đấy chứ? Không thật sự muốn xuất ngoại, tớ phí nhiều sức lực như vậy để làm gì? Vậy cậu thương lượng với Chu thiếu gia chưa? Vẻ mặt cô như gặp quỷ nhìn cô ấy, cái kia chắc chắn không có nha bằng không mình gửi cho cậu làm gì mình cảm thấy cậu vẫn là nên thương lượng với anh ta một chút đi bạn cô vẻ mặt cười khổ mình nói với cậu này gần đây mình nghe được một tin tức cái gì trong lòng cô có dự cảm không tốt nghe nói khoảng thời gian trước anh ta đã mua được một viên kim cương màu hồng trị giá mười mấy tỷ dùng để làm nhẫn cầu hôn nghe được tin tức này trong lòng tần thư nhan nặng trịch sau đại thọ 70 tuổi của bà Chu, cô đã hoàn toàn cảm nhận được sự nghiêm túc của Chu Thầy Duật đối với cô. Cũng cảm nhận được sự cường thế không thể chấp nhận được của hắn. Nhưng mà cô thật sự không nghĩ tới việc muốn sống cả đời với hắn. Cái gì nhẫn kim cương cầu hôn, cái gì một đời một kiếp, đối với cô mà nói đều hoàn toàn không nằm trong kế hoạch. Lần đầu tiên cô bị hắn bắt nạt tới khóc trong trang viên Chu ra, lại không có chỗ để mách lẻo. Kế hoạch cuộc đời của cô cũng chỉ có một, cố gắng đọc sách, cố gắng kiếm tiền, sớm ngày thoát khỏi trang viên chu ra. tuy nhiên trong những năm qua cô càng cố gắng, dường như mục tiêu thoát khỏi trang viên lại càng xa. hiện tại hắn thậm chí muốn nuốt cả cô trong trang viên kia suốt đời. buổi tối trong tuổi đầu giường bên cạnh hắn, tần thư nhan phát hiện một chiếc hộp nhung màu xanh da trời. cô ôm tâm lý may mắn cuối cùng mở ra cái hộp kia. kết quả lại không cho cô may mắn bởi vì trong hộp đặt một chiếc nhẫn kim cương cực lớn. Cô quả thực giống như sấm xét giữa trời quang. Chiếc nhẫn đó có ý nghĩa gì? Có nghĩa là tuổi thanh xuân và tự do của cô còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Tần Tư Nhan run rẩy đặt nhẫn lại trong ngăn kéo. Chu thời ruột tắm xong, mang theo một thân hơi nước, đi về phía cô. Yêu cầu của hắn đã trở thành một loại thói quen. Sau đó hắn hôn lên mái tóc mai của cô, lấy chiếc nhẫn từ trong ngăn kéo ra, cứ như vậy đeo lên ngón giữa của cô. Hắn không hỏi cô có nguyện ý hay không, cũng không cho cô cơ hội từ chối. Giống như là 4 năm trước, khi thổ lộ với cô vậy. Chờ em qua sinh nhật 22 tuổi, chúng ta sẽ kết hôn. Hắn nói kế hoạch tương lai của mình. Anh sẽ thuyết phục cha mẹ anh. Em cũng không cần phải lo lắng gì cả, cứ giao cho anh. Tần Thư Nhan thử thăm dò nói với hắn. Em muốn đi anh du học, có thể cho em học xong thạc sĩ rồi... Em học thạc sĩ thì có ích lợi gì? Hắn ngắt lời cô, đôi mắt dịu dàng kia mang theo vẻ mỉa mai lạnh lẽo. Học thạc sĩ rất vô nghĩa, tìm một công việc vô nghĩa, sau đó dành thời gian vào những chuyện vô nghĩa, đổi lấy thu nhập ít ỏi sao? Anh hy vọng em có thể dành hết thời gian ở bên cạnh anh. Độ hôn của hắn dừng ở trước ngực cô, thì thào tự nói. Không cần nghĩ chuyện khác, không cần nhìn người khác, nhìn anh thôi. Thân thể cô nóng bỏng, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo. Chu thầy Duật đi công tác mấy ngày, lăn qua lăn lại hai lần, rất nhanh liền ngủ. Lúc hắn nhắm mắt lại có vẻ rất quan, không hề giống một tên khốn biến thái chút nào. Tầm mắt của cô nhìn khuôn mặt của hắn, càng nhìn càng không ngủ được. Chiếc nhẫn trên ngón tay kia, giống như gông xiềng hữu hình, sắp khóa chặt cả đời cô. Tần Thư Nhan càng nghĩ trong lòng càng bất an, vì thế hạ quyết tâm, nhất định phải chạy trốn. Vì thế, sau khi lấy được bằng tốt nghiệp vào một buổi tối nào đó hán rất hăng hái cô cho hắn uống chút thuốc ngủ hai giờ đêm cô lặng lẽ rời giường cầm chứng minh thư thẻ ngân hàng hộ chiếu và điện thoại di động thay quần áo rồi bỏ chạy trước khi chạy cô rút chiếc nhẫn kim cương kia ra ném ở đầu giường trong thẻ ngân hàng của cô có rất nhiều tiền một phần là tiền bồi thường tai nạn xe cộ của cha mẹ cô một phần lớn hơn là tiền tiêu vặt của chu thầy giật gửi cho cô về mặt tiền bạc, hắn chưa bao giờ bạc đãi cô. Trong mấy năm hắn chưa tốt nghiệp, đã chuyển cho cô rất nhiều tiền. Sau khi tốt nghiệp, hắn chính thức bắt đầu làm việc, trực tiếp mở thẻ cho cô. Số dư trên thẻ vẫn duy trì 8 con số. Hắn nói để cô tự mình quản lý, mỗi tháng tài vụ sẽ chuyển đầy đủ. Mỗi tháng cô sẽ quẹt thẻ của hắn ta để ăn mấy bữa cơm, trừ lần đó ra cũng không có chi tiêu gì. Mà lúc này, cô rốt cuộc có cơ hội quẹt thẻ thoải mái tần thưa nhàn quẹt thẻ của hắn mua về máy bay ra nước ngoài tuy rằng tiền không nhiều lắm nhưng trong lòng sảng khoái muốn chết tất cả những chuyện trái ngược với chu thời duật hơn nữa còn khiến hắn ta tức giận đều khiến cô có một loại cảm giác thích thú trả thù trước khi rời đi cô sợ bà ngoại lo lắng đặc biệt gửi tin nhắn cho bà ngoại báo cho bà biết để tránh chu thời duật thông qua thẻ ngân hàng biết được hành tung của cô sau khi ra nước ngoài cô đều dùng tiền gửi ngân hàng của mình du lịch châu Âu. Sau khi chơi một vòng quanh châu Âu, bắt đầu tới trường học. Cô thuê một căn phòng gần trường học, diện tích chừng 30 mét vuông. Tần Thư Nhan đang ở trong căn nhà nhỏ, mở ra cuộc sống tự do mà cô mơ ước. Khởi đầu của cuộc sống một mình khiến cô cảm thấy mới mẻ lại vui vẻ. Kết bạn mới, ăn ở nhà hàng gần trường học, đi siêu thị mua thức ăn, về nhà làm thức ăn càng khó ăn. Tần Thư Nhan cho rằng cô sẽ vui vẻ với cuộc sống như vậy nhưng mà qua hơn hai tháng cô cũng đã cảm giác được một loại khô khan khó có thể nói thành lời những ngày đi du học ở nước ngoài cũng không đặc sắc như cô tưởng tượng sự tự do mà cô tha thiết mong ước dường như cũng không khác gì cuộc sống trong nước mấy cũng chính vào lúc này chu thầy duật từ trong nước đuổi tới mở cửa căn hộ ra lúc nhìn thấy hắn đứng ở cửa cô thậm chí có loại cảm giác giật mình sao anh biết tôi ở đây Tần Thư Nhan ngốc ngách mở cửa cho hắn ta. Định vị điện thoại di động. Hắn chỉ chỉ điện thoại di động mà cô đặt trên bàn. Tần Thư Nhan có chút rững sờ, trong lòng có một loại cảm giác quả nhiên như thế. Chơi đủ chưa? Hắn nhìn quanh căn phòng nhỏ của cô, căn phòng rộng 30 mét vuông, ngay lúc đầu còn sạch sẽ, nhưng khi cô đến thì thật là khó tả. Quần áo dài rác trên sofa trên giường, bát ăn xong chưa rửa chất đống trong bồn rửa trên thảm có mấy sợi tóc cuốn quanh. Chu thầy ruột cười lạnh một tiếng. Mẹ anh nói với anh, phải cho em tự do vào không gian, để em cảm nhận cuộc sống mà em muốn. Hắn từ trên sofa móc lên một cái quần lót mà cô chưa gấp, móc ở đầu ngón tay thon dài và hỏi cô. Đây chính là cuộc sống em muốn. Tần Thư Nhan hít một hơi thật sâu. Trong nháy mắt nhìn thấy hắn, kỳ thật cô là có một chút nhớ hắn. Nhưng mà những hoài niệm nhẹ nhàng kia lập tức đã bị cái miệng này của hắn đánh tan thành mây khói. Tôi vui vẻ như vậy mà sống, mắc mớ gì tới anh? Tần Thư Nhan còn chưa nói xong, đã bị hắn kéo đến bên người. Hai người bọn họ ngồi trên một chiếc ghế sofa nhỏ, nụ hôn nóng bỏng của hắn rơi vào trước ngực cô. Tần Thư Nhan, ba tháng không gặp, chẳng lẽ em không nhớ anh sao? Cô bị hắn làm cho nói không ra lời, hai chân bắt đầu như nhũn ra. Tuy rằng rất muốn tiếp tục mạnh miệng, nhưng cô rất khó không thừa nhận Sâu trong nội tâm Vẫn có một chút nhớ hắn Chỉ một chút thôi Một năm rưỡi kế tiếp Chu Thầy Duật bắt đầu hành trình vượt đại dương của mình Hắn vẫn cảm thấy cô ra ngoài học Không có ý nghĩa gì Nhưng dưới sự uy hiếp chia tay Hắn không thể không đồng ý để cho cô học xong Người thân trong nước Không chỉ là vướng bận của cô Cũng là vướng bận của hắn Hắn chắc chắn cô không thể vứt bỏ bà ngoại Ở lại nước ngoài lâu dài Tần Thư Nhan cũng chắc chắn, hắn nề mặt bà ngoại, hắn sẽ không thật sự lấy mạng cô. Chỉ cần không chết được, cô có thể dùng sức làm. Thời gian trong nước, 3 giờ sáng, cô gọi điện thoại cho hắn trong mưa phùn lất vất. Anh thời ruột, bỗng nhiên rất nhớ anh. Hắn nghỉ việc và lên chuyến bay vào sáng sớm hôm sau. Tuy nhiên sau khi hắn bay tới, cô lại nói với hắn. Tôi phải làm bài tập trong 3 ngày và tôi không thể đi đâu cả. Khó có được ngày nghỉ Hắn cả ngày dính lấy cô Cô nhìn hắn mà phiền lòng Lúc mưa to cô lay hắn dậy Bỗng nhiên tôi rất muốn ăn kem Ở con phố bên cạnh Muốn ăn vị xoài Sau khi hắn mất một giờ mua về Cô chỉ liếm một miếng Sau đó nói với hắn Cũng không ngon lắm Dần dà sự tắc oai tắc quái của cô Cùng với dục vọng không chế biến thái của hắn Tựa như hình thành một loại cân bằng vi diệu Thỉnh thoảng cô cũng cảm thấy ai náy Vì mình làm mình làm mẩy nhưng một buổi tối cô nhìn thấy ảnh chụp của mình trên điện thoại di động của hắn. Tần Thư Nhan vốn tưởng rằng hắn đã từng cho cô 3 tháng tự do. Cho dù tự do đó là loại có GPS định vị, bất cứ lúc nào cũng có thể biết được vị trí, nhưng trên thực tế, hắn không chỉ có vị trí của cô. Ngay từ ngày cô ra nước ngoài, hắn ta đã cử thám tử đi theo cô. Thành phố của cô, những con phố cô đi qua, những nơi cô đã đến, những người bạn cô biết tất cả đều được ghi lại cẩn thận bởi camera của thám tử hắn giống như là một tên biến thái trung tình giống như con chó điên cực kỳ có ham muốn thăm dò cố chấp đẩy ra tất cả mọi thứ thuộc về cô lúc đầu cô cảm thấy sợ hãi muốn phản kháng thế nhưng theo thời gian cô ở cùng một chỗ với hắn càng ngày càng dài lại càng khó sinh ra tâm tư phản kháng cô giống như là một con ếch ngồi ở đáy giếng sau hơn một năm học thạc sĩ lại trở về biệt thự thuộc về hai người bọn họ sau khi tốt nghiệp thạc sĩ chu thầy duật lại nhắc đến chuyện kết hôn nhưng cô vẫn không muốn bước vào cuộc sống gia đình cô bắt đầu thi biên tập chu thầy duật nhìn đống tài liệu ôn tập trong tay cô Gần xanh trên trán nhảy dựng lên em thi đậu thì thế nào trải qua hơn một năm rằng co tính tình của cô cũng càng ngày càng cứng rắn lúc này tranh luận với hắn cuối cùng cuộc tranh cãi của hai người bọn họ cũng dẫn mẹ chu tới bà ấy lại đánh chu thầy duật vài cái trách móc hắn. Thư Nhan muốn làm việc, đây là chuyện tốt. Còn cho rằng ai cũng giống như mẹ, nguyện ý vây quanh cha con các người làm bà mẹ già hay sao? Dưới sự can thiệp mạnh mẽ của bà ấy, Chu ra an bài công việc cho cô, làm giáo viên trong trường đại học mà cô từng học. Là giáo viên trẻ, tiền lương ba cọc ba đồng, còn có thời gian làm việc dài dằng dặc, khiến Chu thời ruột càng thêm bất mãn. Hắn ta ba lần bảy lượt bày tỏ, công việc này của cô có dùng được cái dám gì hay không? Tần Thư Nhan không thể nhịn được nữa, thương lượng với hắn. Vậy không bằng tôi tiếp tục ở nước ngoài học tiến sĩ. Sau đó Chu Thể Duật oán giận im lặng. Sau đó vào ngày sinh nhật hắn, cô dùng tiền lương kiếm được mua cho hắn một chiếc cà vạt. Sau khi hắn nhận được cà vạt, trong mắt tựa hồ có nước mắt. Tần Thư Nhan thoáng cái mềm lòng không chịu được. Thậm chí nghĩ lại một chút, có phải cô đối với hắn đã quá quá đáng hay không? Người đàn ông có gia tài trăm tỷ, bởi vì một cái cà vạt mà cảm động như vậy. Sau đó, buổi tối hôm đó, hắn ta được voi đòi tiên, nhét cà vạt vào miệng cô. Lúc nước mắt từ Thái Dương rơi xuống, cô thu hồi tất cả ái náy của cô, ở trong lòng tiếp tục mắng hắn. Đại khái là đêm đó chơi quá sức, hai tháng sau, khẩu vị của cô đã xảy ra một chút biến hóa. Vừa đụng tới món mặn, liền cảm thấy ghê tởm không chịu được, lập tức nôn. Nhìn thấy chua, liền bắt đầu tiết ra nước bọt cảm giác có thể ăn rất nhiều chu thầy duật đi công tác xong trở về cảm thấy cô đang ăn đồ chua sau đó lại gần nếm thử một miếng sau khi ăn xong hắn trực tiếp gọi bác sĩ gia đình ngay sau đó cô liền đi bệnh viện kiểm tra toàn diện sau khi có kết quả kiểm tra hắn dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị hôn lễ cùng cô tổ chức nghi thức kết hôn tần thư nhan chậm rãi nhớ tới lời dặn dò lúc trước của bà ngoại đọc sách yêu đương kết hôn sinh con trình tự của mấy chuyện này nhất định không thể làm sai. Buổi tiệc kết hôn được tổ chức vô cùng long trọng, ăn uống linh đình. Sau khi cử hành hôn lễ, cô lại về tới trang viên Chu gia. Tần Thư Nhan và Chu Thầy Duật cứ như vậy kết hôn. Bảy tháng sau, cô sinh hạ một đứa con. Thời gian trôi qua từng chút một, dần dần cô trở thành bà chủ của trang viên. Nơi cô muốn chạy trốn đã trở thành nhà của cô. Tần Thư Nhan sở hữu trang viên này cũng trở thành một phần của trang viên này. Rất nhiều năm sau, người hầu trong trang viên bởi vì đứa nhỏ ở quê nhà không có người chăm sóc, xin cô được mang đứa nhỏ đến. Tần Thư Nhan đồng ý để cho cô ấy mang theo con nhỏ cùng nhau ở tòa nhà hai tầng phía sau. Một buổi chiều nọ, cô thấy con trai cô đang trêu chọc cô bé ở trang viên, làm người ta khóc. Cô bé 13-14 tuổi, khóc lên cô thấy mà thương. Tên tiểu tử kia với cha hắn đúng là cùng một tính nết bắt nạt người ta tới mức khóc lóc còn ở một bên hứng thú nhìn cảm thấy rất mới mẻ tần thư nhan dỗ dành cô bé đưa cho cô bé rất nhiều điểm tâm lại giáo huấn con trai vì sao con phải bắt nạt người ta tên nhóc nhà cô nói em ấy khóc lên rất đáng yêu tần thư nhan nhìn khuôn mặt gần như được khắc ra từ khuôn mặt của con trai và chu thời duật trong lòng thở dài một hơi đây là không đúng rồi con luôn bắt nạt người ta người ta sẽ không chơi với con, biết không? Tần Thư Nhan kiên nhẫn dạy con trai, hy vọng nó có thể trưởng thành thành một thiếu niên lịch sự như ánh mặt trời. Con biết rồi, con biết rồi. Thái độ nhận sai của con trai rất tốt, nhưng thái độ qua loa cũng giống như năm đó chu thời ruột qua loa với mẹ chồng cô vậy. Tần Thư Nhan càng ngày càng hiểu vì sao lúc trước chu phu nhân lại lựa chọn trực tiếp động thủ. Ngay khi cô cảm thấy hơi ngứa tay, chu thời ruột đã trở lại con trai bỏ chạy như một làn khói để lại cha nó đối phó với cô chu thầy duật buông lỏng cả vạt trong ánh mắt nhìn về phía cô mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhiều năm như vậy sau khi năm tháng mài rũa anh vẫn vô cùng đẹp mắt trên con đường dập bóng cây trong trang viên cô cùng anh đi về nhà chính một bên cằn nhằn nói sự rắc rối của con trai bảo bối anh chu thầy duật nghe xong cũng không tức giận chỉ nói với cô tăng gấp đôi tiền tiêu vặt đi cái quái gì vậy tần thư nhan thiếu chút nữa là tróng mắt rơi ra em nhìn không ra sao chu thể duật liếc cô một cái năm đó chúng ta cũng là như vậy cô nhìn anh hồi lâu dốc cuộc nhịn không được hung hăng đạp anh một cước ai nói cho anh biết theo đuổi con gái như vậy hả chu thể duật nắm vai cô tiếp tục đi về phía trước trong thần sắc mang theo chút tự kiêu tự đắc đây không phải là đuổi được rồi sao Đằng sau hai người bọn họ, mặt trời sắp lặn nhuộm những đám mây thành màu cam. Một góc trang viên, thiếu niên xin lỗi thiếu nữ, hai người cãi nhau vài câu, sau đó cùng nhau ngồi dưới tàng cây hóng gió. Thời gian chậm rãi trôi qua, dường như biến hóa rất nhiều, lại dường như cũng không thay đổi gì cả. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình hấp dẫn ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh youtube, nghe audio chuyện ngôn tình để chúng mình có thêm động lực, sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc quý vị thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bộ truyện mới tiếp theo.